Rồi, hello chào các bạn ạ. Đến ngày em đi lên báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Mấy ngày gần đây ở Đà Nẵng trời rất là nắng các bạn. Dịch thì vẫn tiếp tục đang đang hoành hành nữa, cho nên mà là mình cũng không có dám đi đâu được. Thì mình cũng lên báo có cái bài gì hay mình chia sẻ với các bạn thôi. Khi nào dịch nó xong rồi thì mình mới đi quay phim lại cho các bạn được. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 5. Có một thông tin là thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Có nghĩa rằng khuya này á là thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện giãn cách xã hội. Có nghĩa rằng tình hình dịch Covid ở thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái diễn biến phức tạp, không còn như cách đây mấy tuần nữa các bạn. Như các bạn biết, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai cái thành phố rất là lớn, dân rất là đông, với một cái lượng người mà ở dài như vậy, trong khi khả năng phòng chống của chúng ta ở một mức độ giới hạn thôi, ngành y tế người ta không thể nào bao căng, trong khi mà người dân lại tiếp tục di chuyển như vậy rất là khó các bạn. Ở Hà Nội cũng vậy các bạn. Ở Hà Nội là trước đó một ngày là ngày 29 tháng 5 á, Hà Nội đã cho dừng lại các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tập trung. Còn tình hình dịch Covid thì diễn biến cũng còn rất là căng thẳng các bạn. Sáng ngày 30 tháng 5 là chúng ta có 58 ca. Và trưa ngày 30 tháng 5 là chúng ta công bố tiếp là 56 ca. Không biết rằng chiều nay là có một thông tin mới nào nữa không? Như vậy là ngày hôm nay là chúng ta đã có 114 ca rồi các bạn. Như các bạn biết, dịch lần này là đã đánh thẳng vào các khu công nghiệp, là trái tim của ngành sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Như các bạn biết, Bắc Ninh là có một cái nhà máy rất khổng lồ, đó là tập đoàn Samsung. Những cái thiết bị, máy móc, vi tính xuất xưởng đi ra toàn thế giới là phần đa là nằm ở tỉnh Bắc Ninh này. Nếu như cái chuỗi cung ứng ở Bắc Ninh mà bị gãy đổ là có khả năng ảnh hưởng rất là nhiều đến ngành sản xuất, cái xuất khẩu của Việt Nam, và đã ảnh hưởng đến cái nguồn cung ứng sản phẩm ra toàn thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng phải giữ các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh là có những ngành công nghiệp rất là cao, hàm lượng chất xám rất là cao. Nếu để mà lây lan như tình trạng Bắc Ninh, Bắc Giang á, là cũng cực kỳ nguy hiểm. Hai cái anh đầu tàu mà ngã là thôi, mình nói các bạn là ảnh hưởng kinh khủng lắm. Rồi chúng ta cố gắng thực hiện theo đúng quy định thôi. Mỗi người góp một tay một chân vào. Chúng ta không nên để cái tình trạng mà sơ hở ảnh hưởng đến cái chung của cộng đồng rất là lớn, làm cho quá trình khôi phục của chúng ta càng kéo dài, kinh tế chúng ta càng đình đốn, thu nhập của người dân càng giảm sút, và khả năng hồi phục của chúng ta là nó càng kéo dài hơn nữa. Rồi, ngày nay mình là lên báo có cái bài chia sẻ với các bạn. Trên trang cà phê F có đăng một cái bài là có nên chờ giá bất động sản giảm để bắt đáy hay là không. Như các bạn biết, sau cơn sốt đất điên cuồng giảm nhiệt trên một diện rộng từ Nam chí Bắc, có nhiều cái lùng tin người ta cho rằng sau những đợt giảm giá như vậy sẽ xuất hiện tình trạng là cắt lỗ, đặc biệt là ở những khu vực sốt nắng. Những nhà đầu tư ôm đất nhiều á nhưng chưa kịp ra hàng á, hay là những nhà đầu tư mà chịu áp lực vay vốn ngân hàng là chắc chắn là họ chấp nhận bán ngang giá hoặc là bán dưới giá vốn để thu tiền thay vì chịu lãi suất ngân hàng. Thì đó là những cái mong chờ, cái nhận định của một số nhà đầu tư. Người ta có một cái dòng tiền người ta chờ sẵn như vậy. Thì thực hư cái chuyện này như thế nào? Có đúng như vậy hay là không?
và nếu nó không đúng thì các nhà đầu tư người ta tìm một cách gì để người ta mua vào bất động sản khi thị trường nó có dấu hiệu chững lại và đang đi xuống. Như các bạn biết, thông thường sau một cơn sốc đất, các nhà đầu tư có dòng tiền mạnh lúc nào họ cũng chờ người ta bắt đáy, người ta mua những hàng ngộp trên thị trường, là các bạn hay nghe những từ như vậy, ai ngộp đó là giới thiệu họ để người ta mua. Và theo thống kê của các hiệp hội và nhìn chung của thị trường cập nhật trong một thời gian mới nhất thì hiện bây giờ sốc đất đã hạ nhiệt nhưng chưa xuất hiện tình trạng bán các lỗ ảo ạ. Có thể rằng một nơi nào đó nó tăng giá quá cao, nó quá ảo thì các nhà đầu tư chấp nhận bán lỗ, nhưng mà cái đó nó mang chất thời sự của một cái địa phương ở một cái thời điểm nào thôi. Còn nhìn chung trên toàn thị trường á, hiện bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình trạng bán các lỗ một cách ảo ạt. Nó không giống như một kịch bản để các nhà đầu tư khác người ta chờ đợi. Người này cắt lỗ, cũng có những người chờ sẵn người ta mua vào. Vì sao là chưa có cái tình trạng cắt lỗ như vậy các bạn? Như các bạn biết là tâm lý các nhà đầu tư của Việt Nam chúng ta hiện bây giờ là họ cũng tương đối rõ ràng. Các nhà đầu tư Việt Nam sau bao nhiêu năm chinh chiến, đặc biệt là những cơn sốc đất trong 10 năm trở lại đây, nó cũng đào thải rất là nhiều nhà đầu tư yếu, đồng thời nó rèn luyện thêm một số nhà đầu tư có thêm những cái kiến thức, những cái tài sản lớn. Cho nên phần đây bây giờ người ta đã xác định đầu tư bất động sản là về hướng lâu dài. Trường hợp mà người ta không lướt sóng được thì người ta chấp nhận, người ta chuyển sang đầu tư 1 năm đến 3 năm. Như vậy là người ta chấp nhận, người ta đi đường dài, sẽ không có tình trạng bán các lỗ một cách ào ạt. Còn trường hợp những người nào vai người ta chịu đựng được thì người ta có cái dòng tiền người ta đắp vào. Còn phần đa tâm lý chung là người ta cố gắng, người ta chờ đợi. Vì sao các nhà đầu tư người ta chờ đợi như vậy các bạn? Phần đa bây giờ các nhà đầu tư bây giờ họ cũng có kiến thức về kinh tế, chứ không phải giống như ngày xưa đâu các bạn. Có nghĩa rằng họ có niềm tin về cái kinh tế Việt Nam, mặc dù là dính dịch Covid đó. Nhưng mà các bạn để ý sau cái dịch Covid lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì bất động sản nó thường thường nó ấm lên lại các bạn. Dịch Covid là thực hiện giãn cách xã hội, cái việc mua bán nó đình trệ, nó giống như một cái lò xo bị ép lại. Sau cái cơn dịch nó được kiềm chế kiểm soát rồi, nhà nước mở cửa lại rồi thì người dân người ta lại đi, thì lúc đó cái việc mua bán bất động sản nó quay trở lại. Có nghĩa rằng dòng tiền đã quay trở lại, nhà đầu tư người ta quay trở lại. Khi nào có những cái giao dịch mua bán trở lại thì cái thị trường nó dần dần nó ấm và nó sôi động trở lại. Còn nó sôi động trở lại hay là không là tùy thuộc vào từng địa phương, từng thị trường, chứ không phải cái nào cũng sôi động hết các bạn. Và tùy theo phân khúc nữa. Có những phân khúc mà nó ảnh hưởng đến dịch là chắc chắn là rất là khó mua khó bán. Ví dụ như bất động sản, nghỉ dưỡng, du lịch hay là liên quan đến khách sạn, như các bạn biết là thực sự là đứng hình luôn. Cái nào bán thật rẻ kia, cái còn phần đa là đứng hình hết. Những cái bất động sản ví dụ như chung cư, nhà phố hay là đất nền vẫn được các nhà đầu tư người ta ưa thích, người ta lựa chọn. Một yếu tố nữa là như các bạn biết là dịch lần này mới trở lại, rồi giãn cách xã hội chúng ta thì mới thực hiện một tháng thôi, những cái tác động về kinh tế xã hội nó cũng dừng lại mức nào đó, chứ nó chưa gây thiệt hại lớn. Nói chung là những cái thiệt hại nó còn chưa rõ nét, cho nên vần đa các nhà đầu tư người ta vẫn có tâm lý chờ đợi. Mà một yếu tố các bạn lưu ý nữa là hạo cơn sốc đất đã hạ màn cách đây cũng hơn một tháng thôi, nó trùng vào cái thời gian bị dính dịch Covid nè. Một thời gian một tháng là nó tương đối ngắn, nó chưa làm thị trường có những diễn biến tiêu cực. Thường thường như bạn biết sau cơn sốc đất là thị trường nó đi ngang trong một thời gian khá là dài, có khi là 3 tháng, 6 tháng, có khi là 1 năm. Lúc đó là các nhà đầu tư mà dùng cái đòn bẩy ngân hàng lớn người ta chịu không được thì lúc đó thì họ chấp nhận người ta bán lỗ, hoặc là người ta bán lỗ rất là sâu
đàn này, hạo cơn sốc đất của chúng ta mới diễn ra trong vòng một tháng, thời gian là còn rất ngắn, chưa nói lên một cái điều gì về cái tính thanh khoản của thị trường bất động sản. Tuy nó chậm tí nhưng mà người ta chấp nhận, người ta chịu đựng được các bạn. Mọi yếu tố nữa các bạn biết là lãi vay ngân hàng hiện bây giờ chúng ta vẫn còn tương đối thấp, thì trong đó các nhà đầu tư người ta vay được những cái dòng tiền rẻ thì người ta cũng cố gắng, người ta chờ đợi, người ta cầm cự có khi là được đôi qua tháng. Các nhà đầu tư lớn, đầu tư bài bản, họ cũng đã chuẩn bị một cái gì đó cũng khá là bài bản. Trường hợp nào bí lắm thì người ta chỉ cần bán rẻ đi một lô hai lô để người ta trả ngân hàng, hoặc là người ta giải quyết cái việc của họ, chứ chưa tới mức là người ta phải chấp nhận người ta bán cắt lỗ một cách ào ạt. Như vậy thì trong những trường hợp nào xảy ra cái tình trạng cắt lỗ, như các bạn biết, thị trường bất động sản nó giống như các thị trường khác thôi, nó có những cái quy luật của hắn. Khi cái gì mà lên quá nắm, cái gì mà sốc quá ảo, mà nó không đi song hành cùng với phát triển hạ tầng. Hạ tầng đây có hai loại là hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội. Và nơi đó nó chưa hình thành một cái cụm dân cư, hoặc là dân người ta không về đó sinh sống, thì bất động sản ở nơi đó nó có khả năng nó giảm rất là sao. Đặc biệt những cái nơi nào mà tăng giá từ 2 đến 3 lần trong vòng vài tháng, thì những nơi đó mình nghĩ rằng giá thường giảm rất là sao. Còn những cái nơi mà tăng giá nhưng mà ở đó hạ tầng phát triển tốt, đã có dân về sinh sống, rồi có những cái tiện ích xung quanh đó, nó tăng như vậy nhưng mà cái tình trạng mà giảm sao nó cũng ít khi xảy ra các bạn. Thường thường nó giảm chút đỉnh thôi, nhưng mà nó không bao giờ nó giảm bằng cái giá ban đầu trước cơn sốc. Bởi vì nói các bạn, sau một cơn sốc đất là nó hình thành nên một cái giá mới, cho nó không bao giờ nó giảm bằng cái giá như trước đó rồi các bạn à. Bây giờ các nhà đầu tư của chúng ta nên làm gì lúc này? Nhiều nhà đầu tư ôm đất thì chờ thị trường đi lên, còn những nhà đầu tư ôm tiền thì chờ giá đất đi xuống. Đây là nó hình thành nên hai cái thái cực các bạn này. Một bên mua bên bán, bên nào cũng chờ đợi những cơ hội. Nó tóm lại theo cá nhân của mình á, hiện là bây giờ bắt đáy thị trường bất động sản là rất là khó các bạn. Có nhiều cái nguyên nhân. Như các bạn biết là hiện bây giờ là chính phủ chúng ta đang quyết liệt chống dịch Covid-19. Nhìn chung bức tranh kinh tế của Việt Nam chúng ta là cũng tương đối lộ. DGR có một cái thống kê là GDP của Việt Nam chúng ta quý 1 vẫn tiếp tục tăng trưởng. DGR công bố cái nguồn thu ngân sách tính đến tháng 4 là cơ bản Việt Nam chúng ta là thu là dương. Cái chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu là chúng ta cũng dương. Hiện bây giờ như các bạn biết, cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam chúng ta là gần cả 100 tỷ đô la, một con số rất là khổng lồ. Anh nghĩ là cần điều gì là chúng ta có nguồn đó, chúng ta xoay sở. Các bạn biết là cách đây năm 2008-09, cái thời điểm mà thị trường đang đi xuống rất là nhanh, nhà nước của chúng ta hồi đó là dường như là tài khoản lung lung rất là căng thẳng các bạn. Bởi hồi đó mình nói các bạn là làm một cái gì cũng khó rồi đó. Sau 10 năm đất nước chúng ta đã có những cái bước tiến triển rất là mạnh mẽ, đặc biệt là có sự tích lũy về tài chính. Cho nên các bạn biết là cái cơn sốc đất của chúng ta nó không xảy ra cái tình trạng sụp đổ giống như năm 2011 đến năm 2013. Tại vì cái tiềm lực kinh tế cái thời điểm bây giờ nó khác rất là xa. Rồi người dân bây giờ nó cũng khác, cái trình độ bây giờ cũng khác. Các nhà đầu tư bây giờ người ta có kiến thức hơn. Rồi các doanh nghiệp bây giờ người ta cũng mạnh hơn. Những cái doanh nghiệp mà yếu kém là đã bị chết tại cái thời điểm rồi, hoặc là người ta phải bán cho ngân hàng, hoặc là người ta phải sáp nhập lại những cái đơn vị khác. Cho nên phần đa các cái công ty hiện bây giờ làm các bạn thấy rất là mạnh. Ví dụ như tập đoàn Vingroup, Sinroup, Novaland, Hưng Thịnh hay một số tập đoàn khác là các bạn thấy rất là mạnh. Còn những anh mà yếu kém là thời gian vừa qua các bạn biết là cũng bị hốt hụi rất là nhiều rồi đó.
Những anh mà phân lô bán nền bán đất ma đợt vừa rồi thanh lọc mới nữa, mình nói các bạn là xong cái đợt này là chỉ có những người đầu tư bất động sản, những doanh nghiệp làm ăn chân chính, làm một cách bài bản đúng quy định pháp luật thì mới tồn tại được. Còn những anh mà làm theo kiểu ăn sổi ở thì làm bất chấp, mình nghĩ rằng cái số đó hiện bây giờ nó dần dần nó không còn tồn tại như thế các bạn. Một yếu tố nữa mà mình nghĩ cái đái bất động sản rất khó xảy ra, đó là cái cào bất động sản của Việt Nam của chúng ta rất lớn. Có nghĩa rằng nhu cầu nhà ở của chúng ta rất lớn. Như các bạn biết là Việt Nam đang vào thời kỳ dân số vàng. Hiện bây giờ mà dân số mà đang độ tuổi còn lao động á, có nghĩa là từ từ 18 cho đến 55 60 á, chiếm đến 60 đến 70% dân số. Và những người trẻ là rất là nhiều. Những người trẻ là có nhu cầu về về tiêu dùng cũng lớn, mà nhu cầu về nhà ở cũng rất là cao. Vì vậy vì sao mình nói các bạn là cái nhu cầu bất động sản của người Việt Nam vẫn rất là lớn. Đặc biệt người Việt Nam lại thích ở đất nền nữa. Cho nên đất nền là một trong những cái phân khúc nằm trong cái sở thích của người Việt Nam. Cái giao dịch ở đây nó luôn luôn rất là cao. Từ những cái cào như vậy, cho nên các nhà đầu tư họ cũng rất thích đầu tư vào đất này. Còn chung cư, nhà phố hoặc là những cái dạng khác nó phù hợp với những cái đô thị lớn thôi. Ví dụ như những đô thị như Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương là những cái nơi tập trung về khu công nghiệp á, thì chung cư người ta thích. Còn phần đa ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam chúng ta, đất này là một trong những phân khúc rất được ưa thích. Có thể nói rằng các nhà đầu tư chuyên nghiệp á, người ta luôn luôn mua với một cái giá hợp lý và bán với một cái giá cũng rất là hợp lý. Người ta không bao giờ người ta chờ người ta bắt đáy, hoặc là rằng người ta bán với một cái đỉnh. Thực tế cho dù các nhà đầu tư có chuyên nghiệp, có lão luyện đi chăng nữa, việc xác định cái đáy và cái đỉnh là cực kỳ khó các bạn. Có chăng nên nữa thì chúng ta gọi là nó hay, nó may mắn thôi, mà nó cũng rơi vào một cái trường hợp cụ thể nào đó. Chứ còn nhìn chung các nhà đầu tư chuyên nghiệp người ta có một cái sự tính toán, một cách có bài bản và chiến lược. Người ta mua với một cái mức giá hợp lý, có nghĩa rằng người ta đã có sự so sánh cái giá trước khi mà nó đạt đỉnh là nó tăng bao nhiêu phần trăm, và hiện bây giờ nó đã giảm được bao nhiêu phần trăm so với cái hạ tầng, cái tiềm năng phát triển, cái tương lai nó như thế nào, thì người ta quyết định người ta mua vào, chứ không ai chờ tới cái đáy đâu các bạn. Còn khi người ta bán là người ta biết rằng có khả năng nó tăng thêm một nhịp hai nhịp nữa, nhưng mà người ta không bao giờ người ta chờ đến cái nhịp đỉnh nó người ta bán, mà người ta sẵn sàng người ta bán trước cái đỉnh đó. Như vậy là để bảo tồn cái thành quả của họ. Còn phần đa chúng ta là những người mà nghiệp dư các bạn ạ, chúng ta chờ bắt đáy và chúng ta chờ đỉnh tới chúng ta bán, cho nên phần đa là chúng ta bị kẹt hàng. Chúng ta là các nhà đầu tư cá nhân á, mình chỉ cần học làm theo với những nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp á, mình chỉ cần thành công khoảng 70 80% so với họ thôi á, là đó là một sự tuyệt vời rồi các bạn. Qua cái bài này mình cũng cung cấp thêm cho các bạn một số thông tin về toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam hiện bây giờ nó đã như thế nào rồi. Mình nghĩ rằng các bạn luôn luôn có những cái chiến lược của mình để đầu tư, để đạt được một cái mức lợi nhuận tốt nhất cho mình. Rồi, bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.